Trung Quốc vượt Mỹ thành nước giàu nhất thế giới. Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành nước giàu nhất thế giới với tài sản dòng 120.000 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp 17 lần trong hai thập kỷ qua. Bloomberg ngày 15 tháng 11 dẫn báo cáo của nhóm nghiên cứu công ty tư vấn quản lý McKinsey Co, một trong ba công ty tư vấn lớn nhất toàn cầu, cho thấy trị giá tài sản dòng của thế giới đã tăng lên 514.000 tỷ đô la Mỹ năm 2020, mức chưa từng có so với 156.000 tỷ đô la Mỹ trong năm 2000. Trong đó, khối tài sản của Trung Quốc đã tăng từ mức 7.000 tỷ đô la Mỹ năm 2000 lên 120.000 tỷ đô la Mỹ năm nay, chiếm 1 phần 3 tài sản dòng của thế giới. Đây là mức tăng trưởng khổng lồ so với thời điểm nước này gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO năm 2001. Tài sản của Mỹ cũng tăng gấp đôi trong giai đoạn 2000-2020, lên mức 90.000 tỷ đô la Mỹ, nhưng đã bị Trung Quốc xoán ngôi giàu nhất thế giới. Thế giới đang giàu có hơn bao giờ hết. Jean Maske, một đối tác tại McKinsey Global Institute ở Zurich, Thụy Sĩ cho biết trong một cuộc phỏng vấn. Trung Quốc và Mỹ là những nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhưng tỷ lệ tài sản nhất thế giới lại do 10% gia đình giàu nhất nắm giữ. Báo cáo cho thấy họ đang ngày càng giàu hơn trong hai thập kỷ qua. Báo cáo của McKinsey cũng cho biết 68% giá trị dòng toàn cầu gắn liền với bất động sản. Các tài sản còn lại bao gồm máy móc, cơ sở hạ tầng, thiết bị, bằng sáng chế và tài sản trí tuệ. Mức tăng giá trị tài sản dòng trong hai thập kỷ qua đã vượt mức tăng tổng sản phẩm quốc nội GDP toàn cầu, phần lớn do giá bất động sản tăng cao. Giá trị bất động sản tăng mạnh có thể khiến nhiều người không có khả năng mua nhà và làm tăng nguy cơ xảy ra khủng hoảng tài chính, như cuộc khủng hoảng xảy ra tại Mỹ năm 2008 sau khi bong bóng nhà đất vỡ. Trung Quốc có thể gặp rắc rối tương tự vì nợ của các nhà phát triển bất động sản như China Evergrande Group.